Bé bé ba thương con không khóc mẹ, ba thương em thì con đắng mẹ. Ba thương con thì con. Thứ lạ là thấy sụp lui không? Đây chỉ có vợ chồng mình thôi. Trời ơi trời. Lắm vậy? Có lắm vậy? Tôi kính được khán giả nhà bác gặp thay vợ chồng mà. Đang làm gì đó anh Sinh? Dạ em đang giỡn. Giỡn? Giỡn hay là kiss me you? Dạ. Bởi vì rồi ở đây mà ở trước nghe hú hí tưởng đâu chuyện gì tới không chứ. Dạ. Thì em thì hay chồng lượm đồ mũ bán không à. Mò. Không có bao nhiêu tiền. Trời ơi. Đâu đâu thương bà anh sao đâu, mỗi lần như thế nào đâu. Mấy lần mình thể hiện như mình thương vợ như thế nào đâu. Khi mình thể hiện thương vợ là phải hù. Trời ơi, ngon lành cành đào ha. Dạ. Nhưng mà thì vậy đó. Chế sao nghe nói ở xóm này, ở gần gần đây nè, ta nói là cặp đôi vợ chồng của anh chị á, lụm ve chai, tuy khó khăn nhưng mà đi đâu cũng đi chung, ngủ cũng vẫn ngủ chung. Dạ. Con cái không đi chung. Là đi nhậu á, đi có một mình cũng đi theo à? Có cũng đi theo à? Mà em quên rồi mà vợ kêu về là về. Gì vậy? Gì vậy? Vợ tậu con tợ vợ. Vợ kêu về là về. Một. Cái gì? Vợ kêu về là về. Rồi. Sao? Còn có mười mấy ngàn hả? Rồi. Băng đụm da chai. Đồ mũ còn 800. Thôi bây giờ nè. Cái gì? Ở đâu? Của bác nữa. Tiền để số chúng. Đâu đâu 800 đâu. Anh giữ em có giữ đâu. Thôi ông vua ơi, bà vua ơi. Một lần nữa xin nói thiệt, đây là hai dòng thương yêu nhau lắm. Lượm đồ mũ thì bán không có nhiều tiền, thì bán giấy số á 50 tờ thì được 50 ngàn. Thì xin giờ được 50 ngàn, bán 50 tờ giấy số anh được 50 ngàn. Anh ơi không có ai hỏi mày. Sao kỳ ấy, vợ chồng cứ mày kỳ ấy. Mới ngọt chút mặn là rồi. Kỳ gì? Rồi chị cho em hỏi chị tên gì chị? Chị hôm nay nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi? Đừng nói em là không biết tuổi luôn ha. 38 tuổi. 38 hay 83? Tuổi con cọp. Cọp là 38 hay 83? Có 38 tuổi. Chắc 38 không? Ừ. Chứ không phải 83 sao? Hai chồng có đứa con nào không? Không. 4 năm giờ không có đẻ được. Sao đẻ không được? Ai biết. Hỏi bà coi sao bà đẻ không được? Ai biết đâu. Trời, hỏi bà coi, nó nổi coi. Này, hỏi coi. Anh hỏi đi. Ừ. Em nè. Ờ. Anh hỏi em nè. Ờ. Hỏi chính xác nè. Ờ. Coi đây. Em có đẻ được không? Đẻ cho anh một thằng con trai chứ một đứa con gái được không hả? Đẻ là con nhái bầu à? Rồi hỏi bà sao mà phải đẻ không được, hỏi bà coi sao đẻ không được. Không biết đẻ à? Hay là do ông hay là do bà? À, do ai do ông. Sao hả? Sao do ông? Sao do ông kỳ vậy? Lý do yếu quá làm sao hả? Sao chị? Nói nghe coi, ông yếu quá làm sao? Ông yếu hay mồ à? Nói rồi. Ông đi còn té. Ừ, đúng rồi. Ông đi còn té nữa mà sao mà có con được? Yếu xìu. Trời ơi, biết yếu xìu luôn. Giờ chị muốn có con hả? Không. Không hả? Tuyệt sáng hả? Chị có giấy không? Cả có cấp giấy cho chị không? Bị bệnh có giấy không? Có giấy. Tháng lãnh được nhiêu chị?
ha. Tháng được nhiêu, 500 mấy hả? 504. Đúng rồi, đúng rồi, vậy là đúng rồi, đúng rồi, đúng đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay có anh em lại đây nè, có cái gì tặng cho anh em cái gì vui vui không? À, có gì vui không? Không giờ không đứng rồi, không nổi nữa. Đứng không nổi nữa, sao múa? Có gì tặng cho anh em hát bài ca không quên. Ok. Bài ca không quên. Được không em? Được, được, tự nhiên. Về qua hỏi vợ được không em? Được không em? Được, được, được. Rồi giờ chưa là trời vợ trả lời đó. Nè. Anh á, thương anh lắm á. Vàng à. Vàng của chú đó. Đó 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 đó. Ừ. Ông anh đó. Ông anh nào đâu? Đó đó. Ông anh đẹp trai đó phải không? À, anh cũng đẹp trai với bộ ai nấy cũng đẹp trai. Ừ. Rồi sao nữa? Gửi ca bài gì? Bài không quên. Bài không quên là bài gì? Không quên. Bài ca không quên nữa. Bài ca không quên. Còn bà chị đó là sao? Tôi xin hát bài ca từ sâu thẳm trong tim hồng cháy quê hương mỗi miền Nam Bắc. Để cùng ai trỗi lên khúc hát thân tình. Quá hay. Giống mãi trong tôi bao kỷ niệm đời mình. Dù rừng phía sương rơi thịt da lạnh buốt, bước quân hành vẫn dồn dập dặm trường xa. Thuyền ai lướt nhanh trên mặt nước mênh mông, pháo giặc nổ mây dầm vẫn quấy đều với dòng trăng sang. Dòng hát cô dâu Liên Hòa theo làn gió thoáng, mang ấm cho đời công nhà phai theo năm tháng. Tăng hồi đó là bả mê giọng hát của anh luôn ha. Rồi, vợ anh á mê giọng hát anh không? Ca hay quá à. Đó, rồi núi rừng ơi có nhớ chăng chiếc giọng đông đưa lời chưa thô lộ. Giọng đông đưa là phải đông đưa luôn. Chia tay mỗi kẻ một phương trời. Hẹn buổi trùng hoàng giữa thành phố tên người. Nhưng có biết đâu không bao giờ gặp nữa. Để nhung nhớ dân dần bóng hình ấy. Bao bạn bè, bao đồng đội hôm nay trong ngấn lệ lung linh bóng hình người đã mất. Bình minh đến rồi tương lai rạng rỡ, sao vẫn nhớ hoài. Xin không thể nào quên. Ôi, quá dữ. Sao rồi mỗi khi anh hát hay vậy là sao đây chị? Ôm hôn cái coi. Không có tình cảm rồi. Trời ơi, quá dữ. Rồi chị có biết hát không? Hả? Chị có biết hát không? Chị hát bài tặng khán giả rồi. Con sống được, sống được. Quốc ơi. Quốc ơi. Đứng rồi. Gặp phải múa luôn. Chưa em thương anh thương em không? Con cò bé cho cô. Ai?
thì em anh nằm giống đi. Thôi thôi đứng đi, đứng đi. Đứng đi, đứng đi. Anh nằm giống đi. Đứng đi, đứng đi. Đừng khoan, đừng có đứng đi, mang dép vô. Mang dép vô. Ừ, dép vô. Mua quả, mua lửa. Em hát bài gì? Cò bé bé. À, rồi, có bài nào lạ lạ nữa không? Rồi, chị hát đi. Con cò bé bé ba thương con không khóc mẹ, ba thương em thì con giống mẹ. Ba mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ca cùng yêu thương nhau. Xa là nhớ, xa gặp là nhau nhớ, là cười. Gặp nhau mà cười. Bé Hà, bé Hà. Không, không, quá dữ. Con mãn. Con mãn hả? Thôi bây giờ anh xin ca đi chị Minh Họa, chị múa nha. Anh xin ca đi. Dạ chơi bài này cốt, bài chỉ có bạn bè thôi coi, không bài này nó ra là cực kỳ luôn. Rồi rồi. Chỉ có bạn bè thôi cốt như tao đứng đây mày bị dễ sướng mày ra đi. Bạn bè xa nhau cũng ra bài này hay lắm. Ca bài gì em? Chỉ có bạn bè thôi coi. Chỉ có bạn bè xa nhau. Ờ. Không bài này ra hay lắm. Bạn bè xa nhau. Chế lại nữa. Anh ngon quá thụ. Chế nhất á. Thôi giờ mình tượng trưng cho ca đẳng sư phạm đi. Ca cổ được không? Rồi, ok luôn. Ok luôn. Bà bè xa nhau với ông nội. Không bao giờ gặp lại đó. Ờ, bài cô của mình đó mà. Thôi mà, tượng trưng cho ca đẳng sư phạm đi. Quánh, quánh, quánh. Ngồi dậy. Ngồi dậy. Đứng dậy. Ừ, phụ quả rồi vô. Nhìn lên. Ôi trời, chút xíu khách bè. Là anh tự trưng do ca đẳng sư phạm á, ai dạy ra đẳng cổ cho gỡ mấy chú nghe đây, mấy chú mấy cô gì. Thương quả là thương cô giáo dùng gian sống chẳng đua gian cuộc đời thầm lặng. Bùng lắm chân em tháng ngày mưa nắng cầu nhỏ qua sông sớm tối đi về. Dù đời lắm nỗi khó khăn nên em vẫn yêu nghề. Long đức trường bốn bề gió lòng lời bác hãy còn vang vọng đến ngàn sao. Ôi đẹp làm sao hình ảnh của người nữ dâu duyên phong chân bạn đèn em viết hàng ngày. Lời giảng bài nghe rất yên tai, giọng nói ngọt ngào chứa chan tình cảm. Trời ơi, cái anh xin thương vợ quá ta ơi, anh xin ơi, thương vợ dữ không? Mình có vợ mình thương vợ, anh có vợ anh thương vợ. Không chị cả thanh tâm vợ phải thương rồi, phải thương nói chuyện rồi đúng không? Gà bảo đi bán vé số hả? Ủa làm gì mà bán vé số có mấy chục vé mà phải mệt sao hơi vậy? Năm chục rồi bán từ mấy giờ? Chút là bao lâu, mấy tiếng? 4 tiếng hết rồi sao mệt? Có 4 tiếng à, người ta lao động ngày ít nhất 8 tiếng. Ca đi em, ca đi em. Em ca em bài coi. Trời, ông quá sung rồi kìa. Trời ơi, quá dữ rồi. Coi hầu lọt vô toilet á. Ca đi em. Còn bé bé không bóc. Ừ. Con cò nó cai rồi rồi. Con cò nó già cai rồi rồi, để anh xin đi, chị mua quà cho anh xin ca. À. Chị múa này kia giữ vô. Đứng đi, đứng đi, đứng đi. Múa đi. Rồi cầm nước lên luôn. Bạn bè xa nhau đi.
À, có vợ rồi. Thì tới đâu hay tới đó. Có phải gì em? Thứ lạ là phải sụt lui không? Đây chỉ có vợ chồng mình thôi. Trời ơi trời. Có với vợ chồng thôi. Trời. Dạ. Chỉ biết vợ chồng tôi kiếm tiền. Nắm tay tôi hoài. Trời ơi. Tay luôn rồi. Tối không cho ngủ chung luôn. Bây giờ cứ riêng luôn tự. Bây giờ là ông với bà nè. Có gì nữa không? Bài nào mà tặng cho bạn bè anh em nó đi nữa, bài hát nữa cho nữa, bài nào hay hay coi. Còn chị? Có bài nữa không? Trả lời bà đi. Ăn. Ừ, vô, đúng bài được. Bố luôn nghe. Chào mừng ba mừng con thì con giống mẹ, cả nhà con cùng yêu thương. Ba mừng con thì con giống mẹ, cả nhà ta đều thương nhau. Xa là nhớ, gặp nhau là cười. Gặp nhau là cười. Rồi gặp nhau trừ quay sau cửa cái, gặp cửa liền. Ba thương con à. Ba thương con là hung con cái ha. Ba thương con thì con giống mẹ, cả nhà ba cùng yêu thương nhau. Ba thương con thì con giống ba. Dạ, gặp nhau là cười. Rồi, gặp nhau là cười, hai người gặp nhau cười. Cười cái. Rồi anh chị lụm dê chai ngày bán cái được nhiêu tiền hai anh chị á? Có 10.000. Rồi 10.000 sao đủ sống? Bữa bán được 10 mấy ngàn. Ồ, tao bán bữa được 11.000 rồi đó, 10.000 nó sai rồi. Bán có bán được 10 mấy ngàn đó. Mười mấy là mười mấy? 12-13 ngàn. 12-13 ngàn. Bán 8 ngàn thì bán 10 ngàn. Ừ, bà nói đúng. Bữa bán mười mấy ngàn luôn á. Ừ, bữa mười bán mười mấy ngàn, bữa bán 8 ngàn, sau nó 10 ngàn. 8 ngàn. Không có chính xác không được. Rồi không hơn ba được 6 ngàn ha. Ờ, 6 ngàn. Có bữa bán 6 ngàn đó. Trời ơi, rồi. Rồi hôm ngày đi bán vé số hay vậy? Hay là đi mà lượm cho chai nữa? Bán vé số đi mỗi giò quá. Trời ơi, trời. Rồi bán nhiêu vé mà mỗi giò? Hả? Còn chốt không dám bán. Rồi sao không dám bán? Tính bán mỗi giờ. Đi mỗi giờ mấy giờ mình đi hát đi. Mình đi hát mình bắt cầu kéo. Ha. Hoa hát nữa đi em, lỡ ngày mai sông cạn đá mòn. Hát nữa đi em, dù cay đắng mặn. Dạ, thì video này kết thúc đây. Cảm ơn quý vị khán giả, chúc quý vị khán giả một ngày vui vẻ, tràn đầy sức khỏe. Chào anh chị nha. Rồi, bye bye khán giả.